Chào các bạn thân mến, đây là cô Đỗ Bé Bự. Và năm 2022 này thì chương trình thi HSK cấp 7 và cấp 9 đã bắt đầu được triển khai rồi. Thế và trong chương trình thi có thêm một phần nữa là phần phiên dịch đúng không ạ? Cô cầu tin rằng rất nhiều bạn đang rất là quan tâm đến xem là những cái nội dung mà chúng ta phải phiên dịch là phải phiên dịch như thế nào, rồi chúng ta sẽ phải dịch như thế nào. Thì tất cả những chương trình dịch sẽ dịch từ tiếng Việt sang, tức là từ tiếng mẹ đẻ của thí sinh sang tiếng Trung. Có nghĩa là chúng ta phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung nếu như mà bạn lựa chọn tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, hoặc là cái ngôn ngữ mà bạn nói tốt hơn đó chính là tiếng Việt, hoặc tùy bạn thôi. Tiếng Anh của bạn tốt thì bạn sử dụng tiếng Anh, tiếng gì cũng được. Vì mình biết rằng có rất là nhiều các bạn người Việt Nam thì chúng ta ngoài tiếng Việt ra thì các bạn có thể học tiếng Anh cũng rất tốt, học tiếng các ngôn ngữ khác. Thế và mình chỉ lấy cái ví dụ về tiếng Việt thôi nha các bạn. Thì tất nhiên là mình không biết đề thi, nhưng mà về cơ bản thì các đề thi sẽ liên quan đến rất nhiều những cái vấn đề về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán. Thế và hôm nay chúng ta sẽ thử lựa chọn ra một đoạn xem nào. Văn hóa truyền thống của Việt Nam cũng có nhiều nét tương đồng với văn hóa truyền thống của Trung Quốc, đồng thời cũng có những nét khác biệt. Việt Nam truyền thống văn hóa và Trung Quốc truyền thống văn hóa có những nét tương đồng, đồng thời cũng có những nét khác biệt. 相差之处. Ví dụ, có thể thời gian và tên gọi các ngày Tết truyền thống là giống nhau, nhưng ý nghĩa và phong tục lại khác nhau. 比方说, 也许在时间上，时间啊，也许这些传统节日的时间以及名称是一样的。 意义与风俗习惯却不相同. Tiêu biểu nhất là Tết Đoan Ngọ và Tết Trung Thu. 最有代表性的是端午节与中秋节. Các bạn lưu ý về những cái thuật ngữ hay là những cái từ vựng mà được sử dụng trong văn viết nha các bạn. Ví dụ như là văn nói là khứa, văn viết là ủ, văn viết thì người ta thường hay dùng cái chữ chê. Và các bạn lưu ý là chữ chê này thì nó sẽ đứng sau chủ ngữ, và chữ tan thì đứng trước chủ ngữ. Bạn có thể dùng cả tan và sau đó đến chủ ngữ và chê ở đằng sau chủ ngữ, bởi vì là cái từ chê này nó mang sắc thái biểu cảm rất là mạnh. Đó các bạn, rồi bây giờ Câu Khẩu phải lên lớp thôi, cho nên là chúng ta sẽ lại luyện tập với nhau sau nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Mình là cô Đỗ.